Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì trong video hôm nay em sẽ giới thiệu anh em là các dòng áp là áp vuông, các loại áp là hai cực nhé. Đấy, có đảo chiều. Đó. Thì ngoài những cái loại áp này ra thì em còn rất nhiều các loại áp khác nhau. Thì đây em chỉ giới thiệu trong video này thôi. Đấy, còn đâu là có các cái dòng chống chập mới thì vẫn có đầy đủ nhé, không thiếu loại nào nhé. Đấy, các loại áp thì vẫn có đầy đủ đây. Đó, ba pha loại to loại bé. Đây, những cái loại này em sẽ chưa quay. Đây, còn đây là những cái dòng áp em vẫn bán hàng ngày nhé. Đó, rất là nhiều loại. Đó. Đấy, nhưng mà trong hôm nay thì em chỉ quay những cái sản phẩm đấy, này thôi. Đấy. Thì xin giới thiệu mọi người là đây. Đây là cái dòng áp vuông. Đấy. Này bọn em gọi là vuông 2. Đây, cái dòng này chúng em gọi là vuông 2 nhé. Đây là một cái dòng áp nitô. Đây, có hai đầu đấu vào. Thì đợt này chúng em nhập được giá rất tốt nên là tiếp tục là đẩy giá xuống cũng rất tốt nhé. Ở những cái dòng áp như này sử dụng tổng một gia đình vừa phải thì rất là ok luôn. 30A. Đó, em sử dụng con loại này thấy nó rất nhạy luôn. Rất nhạy nhé. Tí em sẽ test mọi người thấy là những cái dòng này nó nhạy. Đó. Thì đối với cái dòng áp vuông như này. Đây, vuông 2, vuông 3 các cái như này. Đó. Đấy, đây là một cái loại nhìn nó to hơn này. Này, bọn này gọi là vuông 3. Đó. Thì em bán là đồng giá là 100k nhé, 100k một chiếc. Chỉ có 100k mà đã có áp Nhật sử dụng rồi thì quá là ok. Đó, em sẽ test cho mọi người xem luôn nhé. Đây em sẽ test này. Đây, đóng áp đây này. Rồi, em sẽ test luôn từ cây bên dưới này nhé. Vị trí thao tác để test thì nó có vẻ là hơi chặt. Đó. Đối với những dòng 30A này anh em về lắp tổng gia đình thì dùng rất ok luôn. Đối với gia đình nhỏ không nhiều thiết bị điện thì anh em lắp và dùng rất tốt nhé. Đó, em nhìn chưa, bỏ đi lông vào cái test nhảy rất là ok luôn. Đó, anh em nhìn bóng điện này. Đó, rất là nhảy nhé. Đấy thì anh em dùng loại này mình cảm thấy giác là nó rất là nhạy, dùng đối với gia đình rất an toàn nhé. Chỉ có 100k một chiếc. Đó, 100k một chiếc thôi. Sử dụng thì không phải suy nghĩ gì nữa rồi. Tiếp theo là đến cái dòng 20A. 20A đây thì mình có các loại có Lito, Mitsubishi. Cái này anh mình bán là 155k một chiếc nhé. Đây, đây có cái bàn ống bấm. Bàn ống bấm này có Fuji Electric. Bàn ống bấm này là 170.000 nhé. Rồi, tiếp theo sang cái dòng 40A. 40A thì có nhiều loại nhé.
40A Mitsubishi đây. 40A là 180.000 nhé. Đây, điện đấu vào đây, không phân biệt bên đâu dây lửa ở đâu, dây trung tính anh em, rất dễ sử dụng. Đây, mô lại lấy ra một chiếc để giới thiệu cho anh em. Đây, cái đầu vào đây nhé. Cái này hãng Fuji Electric này. Cái này là hãng nội địa Nhật này. Đây, đây mỗi loại một cái giới thiệu anh em. Anh em chọn loại nào thì liên hệ báo lại mình. Đây là cái Hitachi đây. Này là Mitsubishi. Đó, 40A. 180.000 nhé. Fuji đây. Và cái này là cái thương hiệu Nhật đây. 40A dòng gió 30mA. Đó. 180.000. Và tiếp theo là ở đây còn hai cái mẫu 40 này nữa. Đây, 40 này Mitsubishi đây. Cái này là Fuji Electric đây. Cái này là 190.000 nhé. Cái này là 180.000. 40A. Tiếp theo giới thiệu mọi người sang dòng 50A. 50A đây, 50A là 190.000 nhé. Đó, nhà rất nhiều bụi. Đó. Giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Anh em chọn loại nào thì liên hệ mình, báo mình để mình gửi anh em đúng loại đó nhé. Đấy thì anh em nếu mà yêu cầu mình quay video test thì mình sẽ quay video test trước là trung giật để gửi cho anh em xem. Khi anh em chốt hàng thì mình sẽ quay video để gửi cho anh em. Anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Khi mua hàng với mình hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, Mitsubishi Nito, cái này Nito nhé. 50A. Đây, cái này một cái Mitsubishi và một cái thương hiệu của Nhật. Đó. Có giá là 190.000. Đây. Đây một cái Toshiba và cái Mitsubishi. 190.000 nhé. Đó. Đây. Fuji Electric. Và hôm nay giới thiệu với anh em là một cái dòng áp đảo chiều nữa nhé. Đây, áp đảo chiều này là 63A. Dòng A thì đây là cái dòng của Đài Loan Trung Quốc nhé. Đó, cái này thì đây, cái nằm ở giữa này nó ngắt điện này, đóng lên là lấy nguồn 1 này, ngắt này, lấy nguồn 2 này. Thì anh em sử dụng đấu điện này nhé. Đây là cái vỏ tải trong gia đình nhà mình này. Đấy, còn đây là đồng hồ 1 này. Cái trên này đồng hồ 1 này, dưới đồng hồ 2 này. Đấy. Anh em hoặc là dùng đồng hồ máy phát này thì anh em về mình lắp đặt đâu thì mình lắp đặt thôi. Nhưng đây là nguồn 1 và dưới là nguồn 2. Đấy, anh em nhớ vậy nhé, trên là nguồn 1, dưới là nguồn 2. Đấy. Đây thì anh em đấu này. Đó. Đây là 2648. Còn điện ra tải là 13 nên có ốc đây rồi nhé. Đó. Thì đối với những cái dòng đảo chiều 63A như này mình bán với giá là 90k một chiếc nhé. Giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì anh em mua hàng thì liên hệ với mình. Đói. Mình Dũng ở cầu Cáp là Đào Phùng Cử Nghiên. Số điện thoại có sử dụng Zalo là 0975 782 118. Mình để trên màn hình nhé. Đấy, anh em đang xem video thì hãy cho mình xin một nút like nhé. Và anh em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh của mình để khi mình ra video mới nhất và tiếp tục có chương trình giảm giá thì anh em được đón xem ngay nhé. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người nhé.